Hello cả nhà, hôm nay ông xã mình ở nhà không có đi làm nên rảnh rỗi phải ra làm bánh pizza cho cả nhà mình ăn á. Thì đó cắt chi ra, còn bánh pizza đã làm sẵn từ sáng để tủ lạnh cho nó nở ra đó thì cũng vài tiếng. Còn đây chi thì mình để vô đó, thì cũng tùy theo các bạn nha, ai muốn mập nhiều thì để nhiều, ai muốn mập ít thì để mập ít, còn mình để bao nhiêu đó là vừa đủ tròn vừa đẹp là đủ nha. Đó xong sau đó quấn cuộn lại, ấy đều ra đó, thấy không, vừa đều vừa đẹp. Sau đó mình chọn barbecue sauce, bạn có thể làm sauce cà chua cũng được, nhưng mà mình thích barbecue sauce thì mình lấy barbecue sauce lên nha. Sau đó rắc chi, chi này có 4 loại chi khác nhau, chi này rất là ngon làm pizza nha. Sau đó là thịt hun khói, bên đây kêu là bacon á, để rắc đều lên, cắt hành lên đó, thấy không. Sau đó ấy tỏi ra, bằm tỏi ra trộn với mực, mực này mình bắt hôm qua nha. Đó cà chua đó, cắt cà chua cũng tùy theo mọi người nha, ai thích gì để đó, ai có gì để đó, trong nhà có gì để đó, có tô dĩa chén muỗng gì cũng để thì để, nó giỡn thôi chứ. Tại vì mình có gì để đó nha, mình có thể để nấm rơm hoặc là ớt hay là ớt chuông hay là gì cũng được đó. Còn đây là mực của mình mới bắt mực, thì một nửa mình để ăn sống, một nửa mình để làm pizza nha, bao tươi bao ngon nha, rất là ngọt đó, mình để như vậy đó, nó cắt mỏng ra thôi. Ai muốn làm món bự thì cũng để bự cũng không sao. Còn cái lò mình đã trước trong quá trình làm thì mình đã hâm nóng cái lò lại trong 15 phút rồi, sau đó mình mới để pizza lên. Thì để pizza vô khoảng 15 phút mình mở ra, thế chưa vàng nên thôi để thêm 2 phút nữa. Đó, 2 phút nữa nha. Tăng 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 xong. 2 phút vừa ngon vừa vàng, tươi vừa giòn nha. Đó, mực nó hòa quyện với cheese, cà chua, hành rất là ngon nha, không phải chồng mình làm mà mình khen nha, nhưng mà rất là ngon, rất là giòn nha, giòn hơn ở tiệm những tiệm pizza lớn nha. Đó, quá ngon luôn, ấm áp mùa đông. Hiện tại bên Úc là đang mùa đông nha, thì cắt một miếng pizza, uống một chai bia, ngồi coi tivi với ông xã thì còn gì bằng. Đó, thấy chuyên nghiệp chứ các bạn. Vậy thôi, pizza của mình đã xong, mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Bây giờ thì thôi, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Bye bye.